Hướng tới Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, chiều ngày 19 tháng 4, Trường Mầm non Hoàng Tiến tổ chức chương trình Ngày hội đọc sách năm học 2023-2024 với chủ đề Mỗi trang sách một ước mơ. Hơn 360 trẻ em của trường hào hứng tham gia ngày hội. Trong không khí đầm ấm vui tươi, các đại biểu, cô và bé đã được thưởng thức các tiết mục văn nghệ chào mừng do các cô giáo trong trường thể hiện với hai tiết mục múa bài Xin chào Việt Nam và Những trang sách em yêu. Tiếp đó là phần thể hiện tài năng của các bé với hình thức sân khấu hóa bằng các vở kịch ngắn, đọc thơ và kể chuyện. Các bé đã được hóa thân vào các nhân vật ngộ nghĩnh đáng yêu như cô bé, bà mẹ, ông tiên, chú sâu, cáo, thỏ, gà trống, mèo, chuột. Do được tập luyện kỹ càng, nội dung các vở kịch, bài thơ, câu chuyện được các cô giáo sưu tầm đạo diễn một cách ngắn gọn, dễ nhớ, nên các bé đã thể hiện các vai diễn của mình một cách tự tin, trôi chảy, hồn nhiên và vô cùng đáng yêu. Qua đây, tạo cơ hội cho trẻ được thể hiện khả năng về ngôn ngữ, năng khiếu diễn xuất, đem đến cho phụ huynh một cách nhìn mới về giáo dục mầm non. Từ đó có sự phối hợp với cô giáo, nhà trường cùng thực hiện nhiệm vụ giáo dục trẻ, đặc biệt là hình thành ở trẻ, phát triển ở trẻ niềm yêu thích đọc sách. Con vừa kể câu chuyện chú đỗ con cho các bạn nghe. Con rất thích kể câu chuyện chú đỗ con với cả ba cô gái mình nhà hiểu cùng cả lên ạ. Nhưng câu chuyện này rất hay, con rất là thích. Con rất vui khi được tham gia chuyên đề ngày hội đọc sách. Qua chuyên đề này, con được khám phá nhiều loại sách khác nhau. Con rất thích đọc sách và xem sách rất nhiều. Ngày hội đọc sách còn tạo cho các bé nhiều niềm vui và hứng thú với phần trẻ cùng trải nghiệm. Tại đây, các bé lớp 5 tuổi được tham gia làm sách theo chủ đề đọc sách, làm album sáng tạo sách, tô tranh truyện trên khung vẽ. Các bé lớp 4 được tô màu tranh thơ, chơi với sách tự tạo, làm quen với mô hình truyện tranh, tô màu tranh truyện và trải nghiệm với sách. Các bé lớp 3 tuổi được trải nghiệm với kỹ năng sống, tô màu tranh truyện, còn các bé khối nhà trẻ được nghe cô đọc sách. Ở mỗi góc thư viện của các khối lớp đều được trang trí đẹp mắt, hấp dẫn, tạo không gian để trẻ có cơ hội tiếp xúc với sách. Mỗi góc trưng bày đều được thiết kế sáng tạo và mang màu sắc riêng của từng khối. Những quyển sách được chăm chút, sắp xếp cẩn thận, tỉ mỉ, giúp trẻ lại càng thêm trân trọng, nâng niu và càng mong muốn được khám phá thế giới kỳ diệu trong mỗi trang sách. Giúp trẻ hiểu và coi sách như những người bạn thân thiện là sản phẩm tinh thần không thể thiếu của cô và trò trong nhà trường. Trong buổi chuyên đề ngày hôm nay thì các con rất tích cực tham gia các cái nội dung của chương trình. Chương trình ngày hội đọc sách ngày hôm nay có 3 phần. Thì mục đích của chúng tôi là muốn để cho tất cả các con từ nhà trẻ đến mẫu giáo đều được tham gia trải nghiệm và các con đã được thông qua sân khấu hóa để hiểu hết một số nội dung của các câu chuyện trong chương trình của các con. Còn các hoạt động trải nghiệm thì các con rất tích cực được tham gia. Mỗi một khối lớp là các con được tham gia một nội dung khác nhau. Qua buổi chuyên đề này thì các con sẽ có rất nhiều các cái kinh nghiệm trong các cái hoạt động ở trường. Đặc biệt là các con sẽ gắn kết được hơn vì đây là một hoạt động tập thể. Các con được trải nghiệm và được giao lưu, được hỗ trợ nhau cùng hoạt động, cùng thực hiện. Thông qua chủ đề Ngày hội đọc sách nhằm góp phần đưa văn hóa đọc trở thành thói quen cho trẻ, rèn cách cầm sách, mở sách, kể chuyện theo tranh, rèn cho trẻ biết chọn những loại sách, truyện có nội dung tốt, tính giáo dục cao, phù hợp với lứa tuổi, đồng thời giúp trẻ học tập những gương tốt, việc tốt, tạo thói quen tốt cho việc học tập sau này của trẻ, hình thành nhân cách cho trẻ.